Tử vi tuổi Tý tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 3 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống cuộc sống giàu sang, phú quý. Mệnh chủ tuổi Tý tháng 3 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có từ sau rằm tháng 3 âm lịch khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người, mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng luôn được sung sướng, thì họ chắc chắn sẽ được sung sướng cả đời. Ngược lại, không phải ai chịu khổ thì sẽ chịu cảnh lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì sẽ có được vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc đủ đầy, thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những người khác có ra sao. Tuy nhiên, đối với con giáp này thì chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang, phú quý, không thiếu bất cứ một thứ gì. Cuộc sống viên mãn đủ đầy trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Tý sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công việc, công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này cục diện bán tam hợp tác động cho nên gia chủ tuổi Tý sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 3 2022 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Tý không có gì phải lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng quá nhiều tới bạn. Người tuổi Tý nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai cũng nên chú ý.
bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Các quý gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Tý. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người còn lại chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó, khiến cho bạn và người ấy nhanh chóng muốn tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân sẽ có thể tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng chính là sức hút mà bạn không thể nào chối từ. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch năm 2022. A. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Sự nghiệp cơ bản đã ổn định, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần phải trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như với con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong tháng đầu năm 2022, người tuổi Tý sinh năm 1984 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ, sức đề kháng thuyên giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay là các căn bệnh giao mùa. Thời điểm này, bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Canh Tý tháng này cần lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch.
tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc đăng hỏa. Tháng Thìn, Lục hợp Dậu, Tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú lộc tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy nghỉ ngơi. Chúng tôi xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày tốt lành.